xe bốc chuyền Hoàng Thái, kèo kỳ pháo 22, Hậu Giang và An Giang. Bên đây là Hậu Giang tem Quý Hành Si, bên kia là tem Phúc Lê, kết hợp một thành viên của An Giang. Điểm cho An Giang 1-0. Bóng ngoài, tiếp tục nâng điểm số cho An Giang 2-0. Tiếp tục lên số Trần Giang 3-0. Hay quá. Tốt quá. Tiếp tục điểm cho An Giang 4-0. Điểm cho An Giang 5-0 ở bên đổi sân. Bóng ngoài. Điểm cho Hậu Giang 1-5. Và chạy bóng quá đẹp của Hành Si. Điểm cho Hậu Giang 2-5. Vì sẽ bị trá nắng nhiều quá. Tiếp tục nâng số cho Hậu Giang 3-5. Hay quá. Và chạy bóng quá đẹp của Phúc Lê. 6-3 cho An Giang. Bóng tốt. Điểm cho An Giang 7-3. Hai bên tạm dừng hỏi kỹ thuật uống nước. Điểm cho Hậu Giang 4-7.
4 ngoài. Tiếp tục 5-6 cho Hậu Giang 5-7. Điểm cho Giang 8-5. Điểm dây vàng 8-5. Hay quá, con xạ lẹ. Điểm cuối cho anh Giang, điểm cho anh Giang 9-5. Bốn ngoài. Kết thúc trận đấu, An Giang đã chiến thắng được Hậu Giang.